Xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Bữa nay Nghi sẽ khui hộp cái nồi chiên nướng không dầu. Nghi mới mua mà Nghi cũng chưa chưa có khui nữa. Bây giờ Nghi đầu tư cái này để Nghi làm đồ ăn quay video. Bây giờ Nghi mời cô chú các bạn cùng xem Nghi nha. Đây, bữa nay có Trúc với chị Hạnh xuống trên Nghi khui, khui cái nồi mới luôn để làm đồ ăn đãi ha. Đãi chị Hạnh với Trúc. Đây, bây giờ ba chị em mình coi xem cái nồi này như thế nào. Em cũng không biết sử dụng cái này như thế nào luôn Cái này thấy thấy hot lắm luôn, hot 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 á. luôn. Thấy trên hội bà bầu á, trên hội bà bầu mấy chị kia ai cũng mua quá trời luôn. Mình thấy mình đến mình nghe đúng không á hả? Cái này là cái thùng này nó chỉ bên ngoài, nó chỉ dán bảo vệ cái kỹ quá ha. Cái nồi nó sợ bể, nó dán kỹ ghê chưa. Một lớp ai còn một lớp nữa. Nếu như mà cái nồi này không được thì đánh chị Hạnh với Trúc đầu tư cái nồi cũng để dành nước ha. Hôm nay mà Nghi làm thành công là mình cũng chắc cũng phải đầu tư một cái. Cái nồi này không dầu. Cái này họ làm nhiều lớp quá ha. Rồi bây giờ tới cái nồi nè. Cái nồi này là Nghi mua cái nồi khổng lồ luôn á, tới 7 lít 8 lận á. Cái nồi bình thường chỉ có Milo tính ra nào. Nồi bình thường quay ga Milo có 5 lít rưỡi mà cái nồi này 7 lít 8 là khổng lồ. Trời ơi, nó quay luôn. Đây, họ cho mình cứu dở để mình dạy mình sử dụng nè. Bây giờ đây, cái nồi đây. Cái nồi to hả chị? Ba. Lấy cái miếng xếp ra đi. Ô, cái nồi to nè quý vị ơi. Quá, cái nồi quá trời bự luôn mà. Đã quá vậy. Cái nồi này mình nướng mới đã nè. Ồ. Để mình quay cái nồi. Tôi thèm cái nồi này lâu lắm rồi nhưng mà không biết là xài có ổn không. Đây, cái nồi bự khổng lồ luôn, bằng Nghi luôn rồi nè. Đây. Ơi ơi, cái nồi bự nè. Đập hộp. Đỡ cái ngược lại cái hộp. Đây. Để ra xem cái hộp đó cho dễ nhìn thấy không. Đây. Đó. Cái nồi khổng lồ luôn nè quý vị ơi. Ngày mai Nghi sẽ nướng vịt thử cái này sao ta. Chắc là bớt thời gian. Cái này không, cái này mở ra. Không biết mở cái này nó thấy người ta cầm gỡ luôn. Gỡ sao trời. Chắc gỡ cái này ra là mới gỡ này nó bấm này nó chỉ bảo hộ thôi. Lúa quá. Thường nếu mình bấm xuống mình mới mở được chứ mà cái này. Cái này vậy mình tự kéo ra hả? Cái bóp cái này to mình để dịch mình chặt ra. Cái này chắc phải để hai con vịt được mà. Cái này không có, cái này mình con gà, để nguyên con gà vừa. Quá trời bự luôn nè. Cái này mà mình dịch mình để nguyên con là không vừa, chắc chắc làm hai quá. Nhưng mà con gà nhỏ là hai con là vừa luôn nè, thấy không? Nó quá trời bự luôn. Nhưng mà mình chiên ít thì nó ngon. Mình nướng rõ nhiều một con nó độ nóng nó đều nó vàng hơn. Này một con gà là mình nướng ngon lành luôn nè, cái nồi to khổng lồ. Cái nồi này mấy lít nghe? Cái nồi này 7 lít 8 nè. Trời, 7 lít 8 luôn hả? Biết sao hồi nãy mình không có cắt cái này mình lo bà. Cái dạng quá, đúng rồi. Trời ơi. Trời đúng là nó lúa mình. Trời, quý vị thông cảm, là lần đầu tiên mua cái nồi này nên là nó lúa vậy đó. Nãy nó có dán tờ giấy này mà không kéo nữa. Thôi quá. Mà mày cũng nướng được nhiều thứ nha. Chiên nướng luôn mà. Bữa giờ cứ thấy trên mạng không mà giờ mới thấy. Bữa nay là đầu tư cái nồi này để làm YouTube đó. Không biết là làm YouTube tới đâu nhưng mà đầu tư cái nồi này để làm.
hay là nút nút chỉnh nhiệt độ hả? Dạ nghe nhiệt độ C nè. Còn này là trên đây là chị mình chỉnh bao nhiêu phút? Cái này là được 30 phút nha. Ví dụ như mình là mình nó có chỉ nè, mình nướng gà thì nó có chỉ bao nhiêu nhiệt độ. Ờ, cái này là mình nướng vậy là mình nướng là mình phải 200 độ. Được 30 phút. Ở được 100 là 200 từ, độ C. Là từ 20 tới 25 phút nè, nó có ghi trên đây nó có giải trên là trước. Nướng nướng gà vịt nè. Là 200 độ C từ 20 đến 25 phút. Để chị quay gần cho quý vị xem. Đây nè. Ở trên cái nồi này nó có ghi, nó có khoai tây thì mình cũng dùng 200 độ nhưng mà 10 đến 20 phút. Còn cái này là bánh hả ta? Cái này là thịt ba chỉ sang cấp xanh. Ờ sang cấp xanh thịt ba chỉ là 180 độ cũng 20 đến 25 phút. Nướng cá thì 15 đến 20 phút 180 độ. Nướng tôm 180 độ 15 đến 20 phút luôn. Bánh bao được luôn nha quý vị. Ôi vậy là bánh bao luôn vậy. Trời mua cái nồi này quá tiện lợi luôn nè. Bánh này là hấp, cái này là cái này biết xong này chắc là hấp bánh bao á. Hấp xong rồi. Hôm rồi là thấy là bánh anh em nữa, chiên bánh anh em được hấp luôn. Xong, bữa trưa bạn hấp xong nướng quá. Còn cái nồi, còn cái này là gì ta? Steak bánh steak á, đúng rồi. Steak á là thịt bò. Vậy hả? Bò. 180 độ 10 đến 20 phút. Cái bò nướng 10 đến 20 phút. Cái nồi này nói chung là dùng được được nhiều thứ nha. Ừ. Rồi bây giờ mọi người hãy đón xem clip tiếp theo Nghi sẽ nướng vịt như thế nào nha. Nghi xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn luôn ủng hộ video của Nghi và hẹn quý cô bác anh chị và các bạn trong video mới tiếp theo nhé. Bye bye.